Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thực ra thì em cũng không muốn là định ý, là hướng là năm nay là sẽ quay lại video của cái cây này, nhưng mà cái cây này nha em, nó năm nay lại không nở. Đây là một cái video cũ của cái cây Hà Tĩnh. Thì cũng bởi vì nhiều người là lo là em chưa có hoa nở ấy, thì nó sẽ khó. Nhưng cái cây này về cơ bản là nó nở rồi, nên là nó nở nhà rồi thì mọi người yên tâm. Là khi mà nó nở rồi thì nó sẽ mọi người thoải mái về cái vấn đề suy nghĩ, vấn đề mua hoặc bán, trong những cái vấn đề cây. Về cơ bản là cái cây này nó nở, đã nở nhà em một lần rồi. Nhưng mà cái lần đó là nở bằng kích, nên là nó sẽ được mấy bông trên một nụ, nên nở nó không được đạt, không được đẹp lắm. Thì còn về cơ bản thì cái cây Hà Tĩnh này nó cũng nở, đã từng nở nhà em. Em biết về những cái cây này. Thì em có một số cái mà để chia sẻ, thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Còn về em sẽ rất là khó để mà nói về cái cây này, về thân lá, bởi vì trên cái video này thì nó không có cái gọi là không có cái về năm nay, nhưng nó là cái cũ. Và ở trên internet bây giờ thì nó có rất là nhiều kênh và rất là nhiều trang cũng quảng cáo. Nhưng cái quan trọng nhất là người ta đã có nở và đã nhìn thực tế. Những cái nhà vườn nào mọi người chú ý là như này, những nhà nào mà người ta có những cái mà thực tế người ta đã từng nuôi nở hoa ở nhà ấy, thì nó sẽ rất là dễ hơn. Để trước em cũng quay sơ qua về cái thân lá của nó. Nhưng mà với cái thân lá, dạng thân lá này thì nó cũng dạng nhỏ, cánh lá cánh cung, lá khá dày. Và những cái đặc điểm nó là cái cây này nó hay đua ngọn, thân xanh sạch, và dạng lá cánh cung của nó rất là ít nhân, dòng thân không nhỏ nhưng mà nó cũng không to lắm, bởi vì nó là thằng đua ngọn mà. Còn cái việc mà nó dừng ngọn thì chắc chắn là nó sẽ thân nó sẽ phình ra. Thì mọi người cũng có thể thấy đây là nó xanh sạch, nhưng mà cây năm cánh trắng đa phần là xanh, tỷ lệ xanh sạch rất là nhiều. Thì em cũng giới thiệu để mọi người chúng ta cũng biết. Thực ra thì cái cây Hà Tĩnh này thì rất là nhiều nhà nở rồi, nhưng mà anh chị mà mua trên cây thì nên chú ý rằng là những nhà ai mà người ta nở rồi ấy, người ta hiểu biết về cái cây này, biết những cái kiến thức đó là về nó nở như thế nào, hoa làm sao, cánh trắng như thế nào, thì anh chị chú ý. Chứ thực ra thì trên internet bây giờ có rất là nhiều nhiều người bán mà thực ra không biết là có những kênh đúng, có những kênh trên YouTube ấy, có những kênh thì bán đúng, có những kênh thì bán không đúng. Thế nên là mọi người chú ý, chứ không phải là cứ trên YouTube là bán là đúng. Mọi người chú ý những cái nhà nào mà đã từng nở hoa ấy, thì mình xem và mình sưu tầm. Thì em cũng đã nói rất là nhiều trên cái kênh Thiên Ngàn Hoa của em ấy, thì là những cái nhà nào mà bán, thứ nhất là hoa mượn ấy, thì tốt nhất là không nên mua. Nên mua của những nhà đã nở hoa tại nhà và người ta hiểu những cái sắc tố của nó, những cái đặc điểm của nó. Còn những cái mà người ta đi mượn hoa với cả các thứ thì mọi người nên tránh. Và bây giờ nó có rất là nhiều cái chiêu trò tinh vi hơn cái việc là mượn hoa hay không mượn hoa. Thì hôm nay em sẽ nói ở một cái buổi khác. Còn hôm nay thì em giới thiệu về cái cây này thôi, giới thiệu sơ qua về cái cây Hà Tĩnh. Thì mọi người cũng biết nó như vậy. Cái này là nở kích, hoa là hình ảnh cũ, nên là nó không được, em không được nói. Thì mong mọi người thông cảm. Thì thường ấy thì những cái mà sự thật về cây ấy, thì luôn bị hắt hủi. Có thể là nó hơi, đôi khi có thể em nói là nó cái lời nói của em ấy nó chưa được, nó hơi có ý nghĩa gọi là tiêu cực và nó hơi thẳng thắn quá. Nhưng mà sự thật ấy thì mọi người nên chú ý đến cái sự thật. Sự thật nó là cái gì thì mọi người chú ý về khi mua cây. Sự thật cây nó như thế nào, nó có trên thân không, hoa làm sao. Đấy là mọi người nên tìm hiểu thêm. Bởi vì nhiều người, người ta lời nói nó hoa mỹ hơn em, tốt hơn em. Nhưng mà cây thì chưa biết. Đấy, để quan trọng là chúng ta có thể sưu tầm được những cái cây đúng ý mà chúng ta muốn sưu tầm, đúng cây, đúng hoa. Vậy là rất là vui rồi. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm ủng hộ em trong thời gian vừa qua.